Giải: tinh tấn tu chư đạo pháp thời, thiện năng giác liễu, bất mậu hành ư vô ích khổ hạnh, thường cần tâm tại chân pháp trung hành, danh tinh tấn giác phần. Giải: khi tinh tấn tu các pháp đạo, có thể khéo hiểu rõ, chẳng lầm lạc hành các khổ hạnh vô ích, thường dốc lòng siêng năng hành pháp chân thật, thì gọi là tinh tấn giác phần. Tinh là tinh thuần không tạp, tấn là chẳng lùi. Tinh tấn nhất định phải là cầu giác ngộ trong Phật Pháp bằng tịnh niệm. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là chân tinh tấn. Trong sáu căn, sự giao tiếp giữa trong và ngoài được cai quản chủ yếu bởi ý thức. Tác dụng của năm căn là nhận biết sự vật, chứ không phân biệt. Thức thứ sáu là ý thức khởi tác dụng, phân biệt thiện, ác, tốt, xấu. Mắt chỉ thấy, chứ không phân biệt, thì tâm định, hiểu khá rõ ràng tướng của sáu trần bên ngoài, đó là huệ. Chẳng khởi tâm động niệm là định, vĩnh viễn trụ trong định huệ là chân tinh tấn. Định và huệ là một, chứ không phải hai. Định huệ bình đẳng. Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Mà cũng có thể nói, huệ là thể của định, định là dụng của huệ. Hiểu rõ sự thật này, nhưng rất khó thực hiện được. Nếu chúng ta phân biệt, chấp trước, thì dùng phương pháp niệm Phật để phân biệt, chấp trước nơi A-di-đà Phật. Công phu đã vận dụng thuần thục rồi, thì lại bỏ A-di-đà Phật đi. Dùng một câu danh hiệu A-di-đà Phật này để làm phương tiện, hồng đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Đạt đến cảnh giới này, tuy vẫn niệm, nhưng niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Niệm Phật chỉ nhằm làm gương cho người khác, còn chính mình thì vô niệm. Niệm chẳng rớt vào không, vô niệm chẳng rớt vào có, thì gọi là trung đạo. Câu Phật hiệu này quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, tới cuối cùng là niệm Phật. Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa, đến cuối cùng cũng là niệm Phật. Thậm chí các tông phái, tánh, tướng, đến cuối cùng vẫn là niệm Phật. Tại Trung Quốc, Thiền Tông thịnh hành nhất. Trong Thiền Môn Nhật Tụng, đến tối bèn niệm A-di-đà Kinh, niệm A-di-đà Phật. Đấy là sự giác ngộ triệt để của các vị tổ sư. Tổ sư nói, phàm ai học Phật mà chẳng muốn cầu sanh tịnh độ, thì kẻ ấy chẳng thông hiểu Phật Pháp. Thiện năng giác liễu, có thể khéo giác ngộ, là do công phu tu học mà thấu hiểu, chứng nghiệm. Mỗi lần đọc kinh một lượt là một lượt giác ngộ, nhưng càng ngộ càng sâu. Đấy là thiện năng giác liễu. Trở nên tu những khổ hạnh, chẳng hạn như không ăn quá ngọ, người tiểu thừa hết sức coi trọng điều này. Sau giờ ngọ có thể dùng những thực phẩm nhẹ như uống nước đường, sữa, vân vân. Những phần lắng xuống trong các loại nước ấy đều chẳng được ăn. Pháp Đại Thừa tán thán ăn chay với mục đích bồi dưỡng lòng từ bi, gián tiếp không sát sanh. Huống chi hiện thời do ăn thịt mà chúng ta bị bệnh nhiều lắm. Tại Mỹ, rau xanh còn ăn được, ít dùng thuốc trừ sâu. Chứ ở Đài Loan, rau xanh nhìn rất đẹp mắt nhưng chẳng ngon lành gì. Có lẽ do phun thuốc trừ sâu nhiều quá, có mùi vị khác hẳn rau xanh trồng tại đại lục. Giải: nhược tâm đắc pháp hỷ, thiện năng giác liễu thử hỷ, bất y điên đảo chi pháp nhi hỷ, trụ chân pháp hỷ, danh hỷ giác phần. Giải: nếu tâm đắc pháp hỷ, khéo có thể hiểu rõ niềm vui này, chẳng vui theo những pháp điên đảo, trụ trong chân pháp hỷ thì gọi là hỷ giác phần. Trong pháp thế gian cũng có pháp hỷ, như câu thứ nhất trong luận ngữ là học chi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Học tập rồi luyện, chẳng vui lắm sao? Chữ duyệt này chính là pháp hỷ. Pháp hỷ từ nội tâm phát ra, dùng tâm chân thành, cung kính đọc kinh, cảm thấy có chỗ ngộ, ý vị vô cùng, đấy là pháp hỷ. Trước kia,
học trò nhỏ đi học trường tư, 7-8 tuổi học tứ thư. Tới năm 7-80 rồi, đọc những sách ấy vẫn thấy ý vị tràn trề, là do quả thật có lãnh ngộ, tức là cảm thấy vui sướng. Niềm vui do đọc sách là sự hưởng thụ tối cao trong đời người. Đại sư nói, bất y điên đảo chi pháp nhi hỷ, tức chẳng vui theo pháp điên đảo. So với sách vở thế tục thì kinh điển Nho Gia là chánh. Nhưng nếu đem so với Phật Pháp thì Phật Pháp là chánh. Mục tiêu tu học của Nho Gia không ngoài tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chẳng thể thoát khỏi tam giới. Đem pháp tiểu thừa so với pháp đại thừa, pháp đại thừa là chánh. Đem đại thừa Phật Pháp so với trì danh niệm Phật thì trì danh niệm Phật là thuần chánh, vượt trội hết thảy pháp môn đại thừa. Nếu lại tu học những pháp môn khác, chính là đã lãng phí hết sạch tinh lực và thời gian rồi. Cơ hội hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, hôm nay đã được gặp, hãy sốt sắng tu học. Càng học thì sự lãnh ngộ càng sâu, càng học thì tính tâm đối với sự giảng sanh Tây Phương thế giới càng chân thật, thiết tha. Giải: nhược đoạn trừ chư kiến phiền não chi thời, thiện năng giác liễu, trừ chư hư ngụy, bất tổn chân chánh thiện căn, danh trừ giác phần. Giải: nếu khi đoạn trừ các kiến phiền não, khéo có thể giác ngộ, trừ các hư ngụy, chẳng tổn hoại thiện căn chân chánh, thì gọi là trừ giác phần. Đây chính là chi thứ tư trong thất giác chi, tức trừ giác phần, rất gần gũi với chi thứ năm là xả giác phần. Trừ là đối nội, xả là đối ngoại. Phân chia như vậy cho dễ hiểu. Chư kiến phiền não chính là kiến tư phiền não như các kinh luận đã nói, hoặc còn gọi là kiến tư hoặc. Đây chính là tên gọi chung của phiền não và cũng là cội nguồn của tam giới lục đạo. Nếu đoạn trừ kiến tư phiền não thì luân hồi lục đạo sẽ không còn nữa. Trong chứng đạo ca của Vĩnh Gia Đại Sư có câu: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là trong mộng rành rành trọn sáu nẻo, tỉnh rồi tam giới rỗng toang hoang. Kiến tư hoặc chia thành hai thứ là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến. Tư hoặc là tham, sân, si, mạng, nghi. Trong phần sau sẽ giải thích cặn kẽ, ở đây không cần phải nói rườm rà. Sự tu học trong Tịnh Tông dựa trên kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ. Kinh văn của kinh A-di-đà chẳng dễ hiểu cho lắm. Mai là có hai tác phẩm bất hữu là Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư và Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư, giúp ích cho sự tu học của chúng ta không chi lớn bằng. Chỉ cần công phu tu niệm thuần thục, chúng ta cũng sẽ đạt được cảnh giới và hiệu quả như trong Thiền Tông. Họ dùng phương pháp tham cứu, không phải ai cũng có thể làm được. Chúng ta dùng phương pháp nhất tâm chuyên niệm thì ai cũng có thể thực hiện được. Trong khi đoạn trừ các kiến phiền não, bèn hết sức khéo léo trừ các hư ngụy, trọn chẳng tổn hại thiện căn chân chánh. Ba thứ thiện căn trong pháp thế gian là vô tham, vô sân, vô si. Giả sử trừ được phiền não thì đương nhiên sẽ chẳng làm những chuyện xấu. Nhưng chuyện tốt cũng không làm thì thiện căn chân chánh đã bị tổn hại, lại đi chệch đường rồi. Đoạn ác tu thiện, dù trong pháp thế gian hay xuất thế gian, đều là chuyện phải làm hằng ngày. Không có ác, cố ý làm một chút ác. Không có thiện, cố ý làm một chút thiện, nhằm khơi gợi sự giác ngộ của chính mình. Trong cuộc sống vẫn là biểu diễn, để là phương tiện thiện xảo. Không làm là tư lợi, còn làm thì là lợi tha. Thiện căn trong pháp xuất thế chỉ có một điều, tức là tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn, không mỏi mệt, chán ngán, chẳng tổn hại thiện căn chân chánh, trừ các hư ngụy. Tiếng tâm, lợi dưỡng và sự hưởng thụ cá nhân đều là hư ngụy.
Người thế gian đoạn ác tu thiện là vì có mục đích, chứ hoàn toàn chẳng phải vô điều kiện. Điều gì không có lợi ích họ sẽ chẳng làm. Chư Phật, Bồ Tát vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, bi có thể dẹp khổ, từ có thể ban vui. Từ bi lại thêm vào một chữ đại, tức là vô điều kiện. Hết thể những thứ gì có điều kiện đều là hư ngụy. Giải: Nhược xả sở kiến niệm trước cảnh thời, thiện năng giác liễu sở xả chi cảnh, hư ngụy bất thật, vĩnh bất truy ức, danh xả giác phần. Giải: Nếu buông bỏ sự chấp trước vào cảnh trong khi thấy nghĩ, khéo có thể hiểu rõ cảnh bị bỏ là hư ngụy chẳng thật, vĩnh viễn chẳng theo đuổi, nhớ tưởng chúng thì gọi là xả giác phần. Xả là đối với cảnh bên ngoài mà nói, và cũng chính là những thứ ta thường gọi là vật ngoài thân. Bên trong buông kiến tư phiền não xuống, bên ngoài buông ngũ dục lục trần, tiếng tâm lợi dưỡng xuống. Cảnh là cảnh giới, những gì do mắt thấy đều gọi là sắc, do tai nghe thì gọi là thanh, do mũi ngửi gọi là hương, cho đến ý. Ý chính là ý niệm, là cái ý duyên vào thì gọi là pháp. Lục căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tương ứng với sáu loại cảnh giới bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu loại cảnh giới này là hư huyễn, không thật. Hễ nói tới chân thật thì phải tồn tại vĩnh viễn, không bị biến đổi. Nếu bị biến đổi sẽ là hư ngụy. Thân thể con người có sanh, lão, bệnh, tử, thời thời khắc khắc biến hóa, chẳng phải là chân thật. Thực vật có sanh, trụ, dị, diệt, khoáng vật có thành, trụ, hoại, không. Thiên thần Bồ Tát quy nạp hết thảy các pháp thành 100 loại lớn, gọi là Bách Pháp. Trong Tướng Tông có cuốn Bách Pháp Minh Môn Luận, là sách nhập môn của Đại Thừa. Trong 100 pháp ấy lại chia ra pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi có sanh có diệt, pháp vô vi vô sanh vô diệt. Pháp vô vi có 6 thứ. Pháp hữu vi gồm tâm, tâm sở, sắc, bất tương ứng hành, gồm 94 thứ. Trong các pháp vô vi có hư không vô vi. Dường như từ cổ đến nay hư không chẳng biến hóa. Hễ biến hóa thì chẳng phải là chân thật, chớ nên chấp trước. Hễ chấp trước, phiền não liền sanh, để là do chính mình chuốc lấy. Đã biết chúng chẳng phải là thật, cũng phải biết nguồn cội của chúng rồi mới có thể thật sự buông xuống được. Đức Phật nói, trong 10 pháp giới, y báo và chánh báo trang nghiêm là tướng phần trong chân tâm bổn tánh của chúng ta. Bổn tánh là chủ thể có công năng biến hiện, tức năng biến. Tướng phần là cái được biến hiện, tức sở biến, bởi bổn tánh. Có thể thấy rằng năng biến là chân, sở biến là giả hữu. Bổn tánh là chân không. Lục Tổ nói, bổn lai vô nhất vật, vốn chẳng có một vật, nhưng có thể biến hiện hết thảy pháp. Do vậy, bổn tánh là thể, tướng là hình tượng được hiện ra. Kinh Hoa Nghiêm dạy, hết thảy pháp chỉ do tâm hiện, chỉ do thức biến. Tướng có biến hóa do thức khởi tác dụng, thức là phân biệt chấp trước. Nếu như bổn tánh hiện tướng, thì tướng ấy được gọi là nhất chân pháp giới. Trong tâm có kiến, tư, phân biệt, chấp trước, liền biến hiện ra lục đạo, luân hồi. 10 phương vô lượng, vô biên các thế giới Phật, hết thảy các vị Phật, Bồ Tát cũng là vật được biến hiện từ tâm tánh của chính mình. Thường nói, duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Hiện tại chúng ta có bao giờ chẳng phải là duy tâm uế độ, tự tánh Thích Ca chăng? Lìa khỏi tâm tánh sẽ không có một pháp nào để được. Đấy chính là thiện năng giác liễu, tức khéo có thể hiểu rõ. Huống chi trong kinh Phật đã khai thị, hết thảy pháp từ tâm tưởng sinh, tâm tưởng điều gì liền biến ra điều ấy. Đại đa số mọi người chết đi sẽ đọa vào tam ác đạo là do họ nghĩ đến tham bèn đọa ngạ quỷ, nghĩ đến sân bèn đọa địa ngục,
nghĩ đến si chẳng phân biệt tà chánh, thiện ác, lợi hại rõ ràng, hồ đồ mờ mịt, bèn đọa vào súc sanh. Niệm Phật tưởng Phật nhất định sẽ thành Phật, niệm trời tưởng trời nhất định sẽ sanh lên trời. Chuyện sanh lên trời trong Cơ Đốc giáo hay Thiên Chúa giáo là thật, chẳng phải là giả. Nếu niệm Phật tưởng Phật, trong tâm lại tưởng tham sân si, thì tam ác đạo vẫn có phần, không về Tây Phương được. Phải hiểu rõ ràng đạo lý ấy, phải buông xuống hết thảy. Chết lòng sát đất niệm một câu A-di-đà Phật, trong một đời này có thể thực sự vượt thoát tam giới, đồng thời tùy duyên tùy phận giúp đỡ người khác khai ngộ, lìa khổ được vui. Đấy là tâm đại từ bi của chính mình, không có bất cứ điều kiện nào. Coi những điều đó như những chuyện thuộc về bổn phận phải làm, bởi lẽ hết thảy chúng sinh và ta đồng thể đại bi, từ đó sinh ra vô duyên đại từ, như cha mẹ yêu thương con cái vô điều kiện. Ngũ dục, lục trần, tiếng tâm, lợi dưỡng đã là hư vọng thì phải bỏ. Bỏ xong, vĩnh viễn chẳng còn tưởng nhớ, đó gọi là xả giác phần. Giải: Nhược phát chư thiền định chi thời, thiện năng giác liễu chư thiền hư giả, bất sanh ái kiến vọng tưởng, danh định giác phần. Giải: Nếu lúc phát khởi các thiền định mà khéo có thể hiểu rõ các môn thiền là hư giả, chẳng sanh ái kiến vọng tưởng, thì gọi là định giác phần. Đối với hai loại trên, nếu thực hiện đến mức có hiệu quả chân thật thì sẽ đắc thiền định. Trừ giác phần khiến cho nội tâm thanh tịnh, tách lìa hết thảy phân biệt chấp trước. Xả giác phần khiến cho hành giả quyết định chẳng bị cảnh giới bên ngoài lay động. Thiền định tự nhiên hiện tiền. Công phu trừ và xả sâu đậm thì công phu định lực cũng sâu. Định là trạm dừng giữa đường, chẳng phải là mục tiêu rốt ráo. Hơn nữa, thiền định sâu hay cạn, vô lượng vô biên, tuyệt đối chớ nên được chút ít đã cho là đủ, khoe khoang với người khác. Tứ thiền bát định là thiền định thế gian, vì sao chẳng thể đạt đến cửu thứ đệ định, chứng quả La Hán, vượt thoát tam giới? Gốc bệnh là ở chỗ ái kiến, vọng tưởng. Hành giả hết sức ưa thích những cảnh giới trong định, lại còn hiểu lầm là đã nhập Niết Bàn. Nếu chẳng sanh ái kiến vọng tưởng thì thiền định sẽ sanh ra trí huệ. Người niệm Phật niệm đến mức công phu thành phiến sẽ rất gần với thiền định. Niệm đến mức sự nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Khi ấy trọn trở nên sanh khởi ái kiến vọng tưởng. Câu niệm Phật này cứ một mực niệm mãi. Hãy thường so sánh với Phật, Bồ Tát, đừng so sánh với phàm phu, để khỏi sanh tâm ngạo nghễ, ngã mạn, vĩnh viễn giữ được lòng khiêm hư, cung kính hết thảy, đấy là định giác phần. Giải: Nhược tu xuất thế đạo thời, thiện năng giác liễu, thường sử định huệ quân bình. Hoặc tâm trầm một, đương niệm dụng trạch pháp, tinh tấn, hỷ tam giác phần, dĩ sắc khởi chi. Hoặc định tâm phù động, đương niệm dụng trừ, xả, định, tam giác phần, dĩ nhiếp trì chi, điều hòa thích trung, danh niệm giác phần. Giải: Nếu khi tu đạo xuất thế, khéo có thể hiểu rõ, thường khiến cho định và huệ cân bằng. Nếu tâm chìm đắm, hãy nên nghĩ dùng ba thứ giác phần là trạch pháp, tinh tấn và hỷ để dấy lên sự quán sát. Nếu tâm phập phèo, chao động, hãy nên nghĩ dùng ba môn giác phần là trừ, xả và định để nhiếp trì cái tâm, điều hòa cho thích hợp thì gọi là niệm giác phần.
hãy nên dùng Thất Bồ Đề Phần trong công phu tu hành bình thường. Dùng sao cho ổn thỏa thì sẽ giúp ích rất lớn cho sự tu học. Bất cứ tôn phái, pháp môn nào cũng đều có hai loại bệnh. Một là hôn trầm, thường cảm thấy mệt mỏi, tinh thần trì trệ, niệm Phật chưa được bao lâu, hễ vừa chỉ tịnh liền ngủ gục. Công phu nhất định phải giữ cho định và huệ cân bằng. Định nhiều sẽ hôn trầm, huệ nhiều sẽ cảm thấy trong tâm lao xao, vọng niệm lên xuống nhộn nhịp. Nếu gặp tình trạng như vậy, liền sử dụng ba môn giác phần trong phần trước là trạch pháp, tinh tấn và hỷ để điều chỉnh. Khi đã tọa gặp hiện tượng ấy, liền đứng lên nhiễu Phật hoặc lễ Phật, hoặc tưởng A-di-đà Phật lúc đang tu nhân nỗ lực tinh tấn tu hành. Thế người hiền liền mong được bằng. Trong niệm Phật đường thời cổ, phải nương tựa vào đại chúng, có hoàn cảnh tu học tốt đẹp. Hiện thời, những đạo tràng lớn đều biến thành địa điểm du lịch, xe du khách ra vào không ngớt, khó có thể thanh tịnh. Hiện thời, sự thật dụng công vẫn chẳng bằng tại nhà. Ngày nay có băng thâu âm, băng thâu hình, máy niệm Phật, thuận tiện hơn trước kia. Mời mấy người chí đồng đạo hợp tu chung với nhau. Đạo tràng Dallas của chúng ta chia thành ba khu, nhiễu Phật, lễ Phật, tịnh tọa niệm Phật. Mỗi khu chẳng làm rộn lẫn nhau, không có pháp sư hướng dẫn thì mở máy niệm Phật, tiếng niệm Phật không ngừng, bước vào Phật đường một câu cũng không nói, thấy người khác không chào hỏi, hoàn toàn dựa vào Phật hiệu để niệm Phật, không có bất cứ áp lực nào. Nếu trong tâm rất nhiều vọng niệm, phập phèo vọng động lao xao, đấy chính là tập khí từ vô thị kiếp đến nay, tu luyện trong cuộc sống thường ngày. Hãy dùng ba môn giác phần là trừ, xả và định để nhiếp trì. Luôn điều hòa sao cho thích đáng, làm cho tâm chẳng bị xen tạp. Tuy trong một lúc chẳng thể trừ sạch, chớ nên gấp rút mong trừ được, chớ nên miễn cưỡng, nhất định phải sao cho thân tâm thoải mái, hoan hỷ. Càng học tâm càng thanh tịnh, phiền não càng giảm, trí huệ tăng trưởng là được. Giải Bát Thánh Đạo Phần, diệt danh Bát Chánh Đạo Phần, tu vô lậu hạnh quán, kiến tứ đế phân minh, danh chánh kiến. Giải Bát Thánh Đạo Phần còn gọi là Bát Chánh Đạo Phần, tu vô lậu hạnh quán, thấy tứ đế rành mạch thì gọi là chánh kiến. Khoa cuối cùng trong 37 đạo phẩm là Bát Chánh Đạo, còn gọi là Bát Thánh Đạo. Bát Chánh Đạo là khoa mục trọng yếu nhất trong Phật môn, tiêu chuẩn rất nhiều. Tiểu thừa cũng có Bát Chánh Đạo, mỗi một tông phái trong Đại thừa cũng có Bát Chánh Đạo, tiêu chuẩn trong mỗi một tông phái khác nhau. Ở đây, Đại sư giảng Bát Chánh Đạo theo tánh chất nguyên tắc. Tu vô lậu hạnh quán, kiến tứ đế phân minh. Tứ đế chính là danh xưng chung của Pháp thế gian và xuất thế gian. Khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là quả báo thế gian, tập là nhân duyên thế gian, nói rõ chân tướng của pháp thế gian. Diệt và đạo là pháp xuất thế gian. Diệt là diệt phiền não, diệt sanh tử. Diệt là quả xuất thế gian. Đạo là nhân xuất thế gian. Khổ, tập, diệt, đạo là hai tầng nhân quả mà cũng là chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Nếu muốn thấy đạo thì phải tu vô lậu hạnh quán. Câu này bao gồm hết thảy phương pháp tu học Đại Tiểu Thừa. Lậu là tên gọi khác của phiền não, là danh từ phản nghĩa của chân như bổn tánh. Đấy chính là tỷ dụ chân như bổn tánh có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, khiến cho bát nhã, trí huệ, vô lượng công đức vốn sẵn có trong bổn tánh bị rò rỉ. Nếu tương ứng với bổn tánh thì gọi là vô lậu. Do vậy, phải tu pháp vô lậu thì mới có thể thấy được chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Thánh nhân tiểu thừa đoạn được kiến tư phiền não nên gọi là vô lậu. Nhưng so với đại thừa thì tuy đoạn được kiến tư, vẫn còn có trần sa và vô minh chưa đoạn, chẳng thể gọi là chân vô lậu. Ắt phải đoạn sạch kiến tư, trần sa, vô minh
thì sẽ là phẩm vị thập địa Bồ Tát trong Đại Thừa Viên Giáo. Hàng địa thượng Bồ Tát, tức Bồ Tát đắc sơ địa Bồ Tát trong Viên Giáo trở lên, còn được gọi là Đại A-La-Hán, cũng gọi là vô học, ngụ ý đã tốt nghiệp rồi không cần phải học nữa. Thông thường, bậc Bồ Tát phá một phần vô minh, thấy một phần chân tánh, thì vị ấy cũng được xếp vào hàng chân thật vô lậu hạnh quán, tức là từ bậc sơ trụ Bồ Tát trong Viên Giáo trở lên, hoặc đăng địa Bồ Tát trong biệt giáo. Do vậy, tiêu chuẩn của bát chánh đạo rất cao. Trong các tông phái khác, đạt đến cảnh giới này chẳng dễ dàng. Tịnh tông là pháp môn bình đẳng thành Phật, hết thảy chúng sanh tu pháp bình đẳng. Đẳng giác Bồ Tát lẫn phàm phu cùng tu học và chứng đắc một pháp, tín, nguyện, trì danh, cầu nguyện giảng sanh. Nếu tin tưởng chẳng hoài nghi sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo của Tây Phương, thì đấy chính là chánh kiến trong tịnh tông, có cùng kiến giải với chư Phật Như Lai. Giải: dĩ vô lậu tâm tương ứng tư duy, động phát giác tri trù lượng, vị linh tăng trưởng nhập đại niết bàn, danh chánh tư duy. Giải: dùng tâm vô lậu để tư duy tương ứng, dấy khởi sự hay biết, tính toán, so sánh, nhằm tăng trưởng, nhập đại niết bàn thì gọi là chánh tư duy. Vô lậu tâm là chân tâm, vọng tâm là hữu lậu, chẳng thanh tịnh. Quán Kinh nói, chí thành tâm. Đại Thừa Khởi Tín Luận nói, trực tâm. Nho Gia nói, thành ý chánh tâm. Những tâm ấy cũng tương tự với vô lậu tâm ở đây. Thanh tịnh tâm khởi tác dụng là trí huệ, vô lậu tâm chính là thật trí, khởi ra tác dụng là quyền trí. Câu động phát giác tri trù lượng là nói về sự khởi tác dụng, chính là chiếu kiến như trong tâm kinh đã nói. Tư duy được nói ở đây hoàn toàn chẳng phải là sự nghiên cứu, suy xét thuộc phạm vi ý thức như chúng ta thường nói. Ở đây, tư duy biểu thị sự thông đạt, hiểu rõ hết thảy các pháp, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài liền thông đạt, hiểu rõ, có thể tăng trưởng, tiến nhập Niết Bàn là cảnh giới chứng đắc trong quả địa Như Lai. Đấy chính là chánh tư duy. Trong Tịnh Độ Tông, hành nhân dùng thức thứ sáu là ý thức để suốt ngày từ sáng đến tối nghĩ tới sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới, nghĩ tới A-di-đà Phật, đấy là chánh tư duy. Quả báo là vãng sanh tịnh độ. Đã vãng sanh rồi thì trong một đời sẽ nhất định chứng đắc đại Niết Bàn.